Kính thưa các thầy cô, các quý đồng nghiệp, trong 2 năm qua thì toàn thế giới đã sống trong đại dịch COVID-19, có thể nói là khủng hoảng về nhiều lĩnh vực, cả về kinh tế, xã hội, và trong đó y tế của chúng ta thì cũng chịu khá nhiều là vất vả, đặc biệt là chúng ta sẽ có rất nhiều khó khăn trong việc quản lý bệnh tật, đặc biệt là các cái bệnh lý không lây nhiễm, những cái bệnh lý mãn tính mà chúng ta phải quản lý. Thế thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng là một trong những cái bệnh hô hấp mãn tính mà chúng ta phải quản lý trong cái đại dịch vừa rồi, cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Ngày nay thì hầu hết là cũng đã được bao phủ vaccine. Tuy nhiên vẫn có những người bệnh mắc kèm COVID-19. Đồng thời chúng ta cũng không thể dự đoán được là trong những cái thời gian tới thì tình hình COVID sẽ như thế nào. Và mặc dù là hiện nay thì chúng ta cũng có vẻ như là có thể đã hòa nhập lại cái cuộc sống, hòa nhập lại cái cộng đồng rồi. Người bệnh đã có thể đến với chúng ta trực tiếp thăm khám. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể biết được trong tương lai COVID-19 sẽ tiến triển tiếp tục như thế nào nữa. Thì buổi hội thảo hôm nay, Hội hô hấp Việt Nam chúng tôi tổ chức nhằm để cập nhật lại kiến thức cho các quý đồng nghiệp về các vấn đề liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và COVID-19. Tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có 2 báo cáo viên xuất sắc, đó là Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Thứ hai là Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam và Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai. 2 báo cáo viên này thì các quý vị cũng đã khá là quen thuộc với các thầy cô. Tôi xin giới thiệu cái chương trình chi tiết của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Cái bài thứ nhất đó là thách thức trong quản lý bệnh nhân COPD trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do tôi trình bày. Bài tiếp theo là điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 do Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương trình bày. Sau đó thì chúng ta sẽ có 10 phút báo cáo của nhà tài trợ. Và tiếp theo sẽ là bài báo cáo của Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp về liệu pháp khí dung an toàn trong điều trị COVID-19. Và cuối cùng, sau bài báo cáo của Phó sư Giáp thì chúng ta sẽ tiến hành thảo luận. Các quý đại biểu có trong quá trình tham dự hội nghị có thể đặt các cái câu hỏi vào chatbox ở bên dưới màn hình, để sau đó thì ban tổ chức sẽ tổng kết sẽ tập hợp lại để cho các thầy cô là các báo cáo viên sẽ trả lời câu hỏi của các quý đại biểu, kèm theo là các quý đại biểu cũng thể có thể tham gia cùng thảo luận, ví dụ có thể nói lên những cái ý kiến của mình hay là những cái kinh nghiệm của mình, vì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng biết là có rất nhiều quý đồng nghiệp là đã điều trị COVID và tham gia vào cái việc điều trị COVID, cho nên là các quý vị có thể là sẽ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì chúng ta cùng chia sẻ kiến thức. Tôi cũng mong rằng là sau cái buổi hội thảo này thì chúng ta sẽ có cập nhật được thêm những cái kiến thức liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và liên quan đến một số các cái thực hành về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong đại dịch COVID-19 nói riêng hiện nay, và có thể trong tương lai là không biết được là có thêm những cái đại dịch nào nữa, chúng ta sẽ có những cái hành trang để mà quản lý được bệnh nhân tốt hơn.